Đây, hôm nay mấy anh em sẽ vô đây để quay clip bắt cá các bạn. Trời trời hút đầu một chút. Đây. Biết rồi đó, nó biết rồi đó. Biết rồi, bậy thôi đấy, không biết. Đây, hôm nay Tân cùng Lenin và anh Hoàng đồ sẽ quay clip đi bắt cá cho cả nhà mình xem. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Mấy anh em sẽ tiếp tục mò ăn cá các bạn. Cái đó vô môn được hả? Không. À, chào các bạn nha, ông Thạng phát hiện cá lóc rồi các bạn ơi. Rồi xuống rồi. Xuống rồi. Cãi đi, hỏi nó là hỏi vô hỏi vô à. Xuống rồi. Ừ. Đây hồi cá nhóc luôn á các bạn. Ừ, cá gô kìa. Rút nước cái nó kiếm đường nó chuối nó trốn á các bạn. Quá trời cá rồi anh Hoàng ơi. Cá gì? Chua. Cái đặt đó không? Đặt bài đại. Cái lóc thì nó lóc. Cái lóc đó làm khô nguyên con ngon ha. Hai chạy. Hai rồi. Lên tay dữ ta. Đó là cái đó. Nó phải rồi mắc đi lịa luôn trời. Cái Dũng nó chắc nó gom nhóc. Cái lỗ mọi đó. Đây xuống bắt đây. Đây bỏ bỏ đó đi anh Hoài. Ủa này ấy cá lóc nhảy ra không ơi. Bỏ bỏ bắt cá lóc bỏ vô trong cái túi lại đi. Nó nhảy ra được. Nhảy ra rồi hết con rồi. Nó bự vậy. Đây là cái đìa này để cá đồng ở ngoài đồng nó rút về đây các bạn. Cần bơm nước á. Ấy bắt vô ấy đi để nó ra, nãy con cá nó ra được đó. Còn con cá lóc đây nữa nè, bắt cá lóc nó vô hết rồi. Đây. Đang no nó nghỉ lên. Này về miền Tây mùa này mùa cá các bạn, bữa nãy mấy cá rô này đâu cũng cá lóc ra được, cá rô này bự lắm mà bắt vô rồi. Ừ. Nãy ra cá lóc rồi, ra hai con luôn hả? Trời, cá lóc ra ăn con rồi. Nó kiến rồi. Nó kiến nuôi luôn. Lấy ra luôn rồi, trà sữa ra luôn rồi. Đây giờ mấy cái heo huyền thoại mình nè, nãy không lấy giá ta. Anh em sẽ cái lóc á, hôm nay có bà Tư xuống hỗ trợ ơi. Về thúi quá không em, về thúi thúi dữ luôn rồi, thúi vừa nha. Wow. Thúi quá cái gì không biết nữa. Chết. À. Tiếp tục cá gô các bạn. Đây tiếp tục cá gô nữa các bạn ơi. Ừ. Cái này sao khó cầm quá. Cầm cái sao mà. Ây da. Cái bà tư nó cái sao rồi. Ừ. Cây chứ mà nổ được, nổ luôn đi. Mấy cái hàng cá rô, mấy cái hàng huyền thoại của mình đẳng này, lắp gì? Rồi chết chứ thầy. Nhảy đâu nhảy ngay mặt ông thầy bá mồi này sao chịu nổi, hư mồi hết. Mấy Dũng nó đục đục đó, nó lên nó chuối nữa không.
Cận cảnh bắt cá miền Tây cái này. Thấy không? Đúng rồi. Tôi hỏi đâu có thấy ông đâu. Thấy không lẽ em đi rung rinh. Nhìn hai chị em lên trên bờ được á, em rung không nói. Quá trời lúng các bạn ơi, cái đường. Nè, 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 nè. Cái bự lắm đó. Đó đó, chuối đó. Tay em. Cái bự lắm. Đúng rồi. Đâu đó đó. Hả? Ra đây này. Ra kia. Nó chú nhộm dưới á. Chuối xe như vậy. Đúng rồi. Ấy, ấy, từ từ, từ từ, làm từ từ nhẹ thôi. Ấy. Dính này, dính này. Ồ, vàng không? Ui, cho vàng các bạn ơi. Ngon ha. Đây có cá nhóc chưa đi đâu. Ở đâu có đống cây bự tụi bãi này. Cây nào nặng nói đó không? Yeah. Ở đi không, đi không được. Cái hang này tôi thấy là nó hơi bị đục, không biết có cá không. Này chắc có cua lên quá ta. Cái gì? Cá chết không? Thử cái tay đây. Đù, à, đâu đâu vô mày luôn các bạn ơi. Bỏ vô đi. Mò theo giống vỏ. Ừ, con cá đang dũng rồi. Thầy móc cá lên phu qua rồi phui. Gì? Lắp. Đấy rồi xong. Ấy ấy. Vô vô vỏ chứ. À, để đi ra. Còn nó. Cứu xuống nữa. Cái gò tôi rút không được, cái rút được đạp luôn. Cái gò nằm rồi ta. Ừ. Ừ. Bắt đi, bắt cua luôn đi. Bắt đại đi, nướng được mà. Túi vảnh kìa. Bỏ đi. Cái lóc đó để nguyên con làm khô lắm. Ừ. Nó chúi xuống. Ai mua cá không? Tôi. Trọng Dũng đó nãy có cá rô á. Dũng bự anh Hoàng. Kim đất về. Dũng này có cá. Có làm chuyện này. Dũng này nãy có cá này. Cá mới lên trên đó vậy nó gọi điện thoại. Gần tới mấy cái hang huyền thoại nha các bạn. Mấy hang lúc nào bảo đảm có cá. Bữa nay đi sao cảm thấy nó lún hơn hôm kia ta. Ê, lóc. Tại là nguyên tại. Ôi, lóc bự nha. Ủa, không, sợ cho ký lô cá rồi đó. Cặp đi đâu nữa. Dưới này nè, nãy cá chú dưới này nhóc nè. Đây có cá. Bỏ thấy không? Ui, cái lóc nó phóng, trời. Hai cái lóc ra nữa rồi. Hai con mấy? Hai con lỗ luôn trời. Cái hang nó chịu vô nó nằm đó rồi. Hai con. Nó mới vô tới đó à. Còn. Chuẩn tọt ra nữa. Đâu rồi? Đi rồi.
mấy cái dũng rồi có cái lóc lén gì đó đó. Anh cái móc bên này móc qua được không? Tốt. Sâu quá trời sâu rồi. Cái lóc nó rỗng mà sâu quá. Đây đây. Hả? Bự không? Vừa vừa hả? Bự. Hộp cặp cái dây luôn. Hàng nó móc lấy đất nhét vô cho nó hàng nó lòi ra rồi. Cùng lại chút xíu. Nãy giờ mình dịch mình gom nước là nó cá lo mọi nó chảy dữ được trời. Ok rồi. 8 triệu luôn ha. Có luôn hả? Rồi nướng luôn. Sao dục ở đó? Dục đang lại bỏ vô. Chắc ra thêm thầy. Tiếp mặt nè. Nè. Lắm người. Đây đây. Bắt ốc mà. Đây đây. Ốc đâu quá? Bắt gì? Ốc bằng chi? Cá nhóc. Lấy hàng đó coi thử. Lấy hàng đó thử đi đó. Đã luôn ha. Lắp gì? Một cái kỹ á, ủa nó cá gô ém dữ lắm. Ném trong mấy dũng á. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha, nhớ xem nhiều clip hơn bằng cách đăng ký kênh để xem nhiều clip nha cả nhà. Cả nhà mình nhớ ủng hộ mấy anh em bên TikTok và fanpage Ngã Năm TV luôn nha cả nhà, nhớ lên theo dõi để theo dõi nhiều cái thước phim ngắn mấy anh em. Ông thầy làm gì hung hung ông thầy ông hoàng vậy? Hung cái lưng mới chịu rồi. Đích thì vậy. Ôi đừng không đích. Ông thầy vô vô mắt rồi. Hung lưng đi đừng không đích. Khóc luôn rồi, giờ hung giờ khóc luôn các bạn. Còn thổi giọng cái ai? Đây này dính bạt đây. Thổi. Thổi trong hoàng thổi cái này ra à. Thổi cái không? Hàng mình đó ra hả? Nè, con cua này. Để đu mà cô Dương Càng rồi. Đó là anh em vô đây, anh thầy vô đây. Ôi. Nè 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 nè. Đó 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 luôn lưng đó. Đó mình ta phải. Rồi. Bắt rồi. Lóc á, lóc nãy. Vô hàng lấy nhóc luôn kìa. Chuẩn bị vô tới mấy hàng huyền thoại nha các bạn. Vô mắt không là bữa nay cho ông này hết thấy đường mắt mồi. Ô tám tám cua lên trời. Giờ cô khủng cô cạn hết biết bự lóc giờ em xuống túi này trốn chuối. Ôi trời ơi. Vô chắc chém chắc chúa các bạn ơi. Kìa, vô tới hang rồi đó. Động này bắt động này không đủ luôn nè. Đây che không như trời. Đi vô. Cho thầy vô đi, anh qua anh mò rồi. Ông có ông bắt bên mép này nè. Ông bắt ngoài đi, ông thầy lên trên. Trời trời vũ vậy nha ông thầy. Đi chơi hả ông thầy. Ông thầy lên trên đi có cái hang xuống không thầy? Ở trên đó đó đi theo đường bên đây nè. À, ông Hoàng bắt hang này để chạy lên trên đó à. Ôi đây có cái con cá gì mới vô nè, bên đây còn lắng lứt nè thấy không đó, lỗ với mặt ông luôn đó lên trên á, lỗ trên á ha. Ừ hang đó đó thấy không, đường đi còn láng đó. Đâu có hang kỳ vậy ta, vô đó nó dội lại lọc không biết lắm rồi. Tới hang huyền thoại các bạn ơi.
nè, anh lên đây nè anh lên. Có hàng không? Có, hàng thông xuống á, mới đậu hôm qua hôm kia nè. Mời thọ đi đi. Có, chạy trên nóc, chạy cá trê nữa. Cá trê nè, là cá trê có hỏi cái gì? Lự ở trên. Cá được bỏ. Bắt gì đấy? Chào con ở nhau. Thúi quá nha. Thúi là tại chắc cái lỗ mũi ông ngay cái con cá thúi mà không móc ra. Thọ cái ní. Đây đâu có thọ tới đâu. Ông thọ luôn đi, ông đang thọ qua đó. Cái chừng cá thúi trước mặt ông nè. Đây, mình quay ở đây là mình sẽ thấy được hai anh em đang móc luôn nha. Không để ra đi, trắng lỗ rồi để ra đi. Ừ. Không tới hả? Dưới đó cá dữ lắm luôn á. Gặp tay cá nhóc với ổng á. Ông lấy cây ông thọt được không? Ông thọt. Ông thọt cho nó qua anh kia luôn. Vô trong rễ không? Ừ. Không có lên đây. Nó hàng mình thọt luôn trời. Được không? Được bỏ đi. Bắt ngoài, nghi ngoài không đủ ăn. Hàng này cá dữ lắm luôn các bạn. Bữa hổm bắt cũng đâu hết hàng này đâu. Mắt ở đây biết nhiều cá luôn, cá lóc, cá rô lum vậy. Bây giờ mấy anh em tiếp tục các bạn ơi. Nãy giờ kiếm mấy cá rồi đó. Nặng rồi đó. Không phải không là nặng này. Thầy lăn xả luôn các bạn. Tập trước ông thầy cũng lăn xả. Cũng được một đống cá. Nó còn ăn tay tay nó dài. Ăn cua tỏi tay dài. Đây có cua đi lên. Ở đây có dấu gì ta, dấu nôm hay dấu gì trời? Đây có con cua đi lên nữa nè. Có cua ở nè. Có cua. Ở đây mình có cua biển nha các bạn. Bắt dính cua biển là xạo. Đụng không làm dữ gì thầy. Đó à. Ồ. Thầy làm đậu quá ta. Mấy hai quyền thổi nè. Hổm hai làm đâu có chục con. Có lóc cá rô Minh Thiên. Đây nướng ăn tới chiều luôn. Xỉnh luôn đó này. Ồ, nhiêu đó, ký mấy 2 ký rồi đó, quýt đâu ha. Bắt vòng ở đây không biết như cá nữa các bạn. Đúng. Này cầu nó sẽ chết, nó bắt được nhiều thôi chứ mò này chỉ xương xương thôi các bạn. Tại cá nó ẩn trốn ở dưới sình nè. Con lô làm cái gì? Ủa, lô bỏ ra. Lô nái đó. Ừ. Nó đây này. Đọc, nó nhít ra ngoài. Nhít đâu đây à? Kết với ông thầy. Giống nó nữa. Ừ, đâu đó. Ôi, cái lóc kìa, cái lóc kìa. Chết, xuống chết với thầy. Cưới đâu đó đó. Dây. Nhiều còn không? Qua liền. Đây, anh Hòa mặc in cá ở đây các bạn ơi. Cái lóc. Để đáp lại. Đây, còn cái lóc. Lúng quá trời lúng rồi các bạn. À,
mà coi tấm thân nhỏ bé của mình đi nó lúng cả này đúng không? Thứ gì chưa nói banh banh mẹ gặp hộ à. Trời 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 cá quá trời ông ơi, tay tay hả? Trời không quên, không quên, trời không tưởng đâu cá vậy mà nhiều không có cá hả? Sâu trong ngay thò tới rồi. Trời nào đào chắc hai này chắc nhóc nè. Đây ông thầy vô con cái lóc đầu tiên các bạn ơi, cái hang huyền thoại trong đó đó nãy nhích liền đó luôn đó. Ủa cùng hả? Đúng đi ra lấy con một rồi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi cùng thôi. Cá nhiều lắm hả? Cá vô quần thầy luôn các bạn. Ôi, cái gì? Cái gồ với cái gì? Ôi, quá, cái gồ vô quần luôn. Gồ dính vô quần luôn nè. Yeah, yeah, yeah. Chết ông thầy. Ô, ông thầy có cái quần bắt cá luôn trời. Chết, họ lên nướng mày luôn. Nướng rồi. Ăn nướng mà không phải là ông thầy luôn. Giờ cá cũng khá là nhiều các bạn ơi. Chắc gần gần 3 kg rồi đó chứ. Nhiều đó, 2 kg mấy rồi đó. Ở nhà mình xem clip vui vẻ nè. Đây, sau một buổi bắt cá, ông thầy dính một sọt cá vô các bạn ơi. Tới con chuyện ông thầy rồi. Này quá này nướng này bệnh luôn chứ mà giỡn không nha, ăn dễ gì hết nổi. Quá trời. Giờ đây là cái phần chiến lợi phẩm nãy giờ nè các bạn, chiến lợi phẩm của mấy anh em được nhiêu nè. Ôi trời, đi cá nữa tới rồi, chuyện tới rồi, chuyện các bạn ơi. Đừng có gùi cái lóc đùa quá đi. Chào cả nhà nha, bây giờ ông thầy đang chặt cây để chim cá. Đây, này sự rất mặt của ông thầy anh. Anh nó quay trở lại. Trở lại qua lại hại ăn xưa. Nè thấy sao ông thầy? Thấy sao ông thầy anh? Bắt nhiêu đây cá nè cả nhà. Nè, 2-3 kg hồ. Ừ. Cái này cá dế à. Ủa, chăm sóc ông thầy tới luôn ha. Kinh dị chứ cái gì. Ông thầy tóc bạc rồi các bạn ơi. Có tắm không? Trời ơi, tắm nhưng mà cái đầu con xịn coi nè. Nhìn dế tóc bạc. Tới hôm nay đi trời. Ôi là chàng. Nãy mò với mò ngoài hang không mà ta. Đó chui ra đâu dữ vậy. Ôi trời, ăn không thấy là thôi luôn. Chừng con chạy. Chị lại coi chừng hồi nãy cái tay cũng còn xình, nó chết lên đầu á, không hay á. Có đâu. Hả? Có đâu, tắm tại tắm chị đó. Thì gì? Hay là tại tắm nước xình cái nó khô lại. Nó chơi lên đầu luôn á. Nằm giống được. Hey, chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em sẽ nướng cá các bạn ơi. Mình nướng nhiêu đây. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Cá nướng nha cả nhà. Mấy anh em đang bắt đầu nướng cá nè các bạn ơi. Nãy giờ dọn dẹp cái tổng vệ sinh cái chỗ nướng. Đó, bây giờ các bạn nhìn nè. Đây, đông người thì người làm được việc các bạn. Im ha. Tới một chuyện luôn các bạn ơi. Trời ơi. Tới một chuyện các bạn ơi. Đây bữa nay mấy anh em cũng dọn dẹp đường khúc này, bóng hới luôn. Sau một cái mùa nước nổi thì gác đến rất là dơ. Giờ mấy anh em cũng dọn được khúc này. Nhìn bây giờ cái sân bãi giờ nó đẹp cực kỳ, nhìn mỹ miều gì đâu ha. Trời ơi, tới cái công chuyện các bạn. Còn nữa. Lấy cái gì? Ông đi lên. Để cạo. Đứng cho. Để cạo. Tôi cạo, ông đi lấy đi. Hai ông thầy. Hai ông thầy gặp lại là cái lộn mà ngộ được chứ. Đó, vậy không nè.
thân lắm rồi. Tới ông chuyện nha. Cái gô banh nó trên rồi thì không lo. Chở người này đi ăn, chở người đi, chở liên tục đi. Mỹ gì? Lẹ, lẹ nó không nóng, chậm nó nóng. Tới cái công chuyện. Quá đi mà. Quá đã nha, mời cả nhà cùng thưởng thức cá nướng cùng mấy anh em qua mà nhỏ nha. Đây sắp sửa ăn rồi các bạn ơi. Đây chút xíu cá ra đó đầy đủ rồi mình sẽ quay cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Tới chuyện. Cái này quá mát. Quá xá các bạn. Đem ra được rồi, đem ra được rồi. Đây, phần cá của mấy anh em, còn nữa nha các bạn ơi, chưa hết nha. Bây giờ mấy anh em làm sướng sướng này trước đi. Tới ông chuyện chưa? Cá nướng với lá cách nha. À, bữa nay ngay rồi, ngay lá cách rồi. Nghe ông thầy, nghe ông thầy lá cách rồi các bạn. Không dài lâu dữ rồi, không ăn các bạn ơi. Mời cả nhà nha. Thôi. Không gài không ăn như bị ốm mà ta. Không gài, không gài không vô như bị ốm. Ốm. Xích qua cho ông thầy không vô. Sát qua nữa. Ừ đó đúng rồi đó. Tam sao thất bản luôn. Mời cả nhà cùng thưởng thức cùng mấy anh em qua mà anh nhỏ nha. Thôi người cầm con bẻ ngang quốc đại đi chứ còn. Mời cả nhà nha. Ừ bẻ ngang quốc đại đi. Tiếp tục cái nóc nướng màng 108 các bạn. Thời cái lóc lộn. Chúc cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bữa nay mò cá sương sương cũng quá trời nhiều. Tới luôn. Ừ, ta chấm là nguyên con nó mới ngon. À, như ông thầy nè. Đó. Pam 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 tèn. Ừ. Đừng có kéo ra, để luôn. Ngon ha. Nó nào ông thầy cũng mò cá quá trời. Thứ gì chịu nổi. Đây. Này có thầy ăn vô. Để nái luôn rồi. Về miền Tây mùa này ăn cá mệt nghỉ nha cả nhà. Ăn nào ngán thôi á, gặp cá chạy luôn á. Chạy thiệt á. Không gài gặp cá là chạy thiệt luôn chứ không phải giỡn. Qua một ống nhóc chân chạy. À. Đây, quay nhắc lại cho cả nhà mình xem nè, có cá nè. Cá đồng nướng như nè. Mùa này cá cũng khá là rẻ các bạn ơi. Bây giờ mình chơi gì nè. Cầm con gì luôn nè. Ừ nãy kêu cầm con mà. Ừ. Nay cho ăn thoải mái luôn đó. Về khỏi ăn cơm. Củ tỏi này lết lết luôn rồi, điện của tỏi. Của tỏi là chút xíu còn đi bơm ảnh nữa mới về. Đi bơm nước bơm bọng gì đó. Ủa làm gì đó không biết nữa. Củ tỏi bệnh luôn rồi. Hai cái con gì kẹ bò lên kìa, lá. Con trắng đó. Con nó cắn vô là cái bọc béo lắm. Vô mông mông. Hôm qua ông thầy thấy hãnh ăn ông sống phái bữa theo liền. Béo như đuông, cái chuẩn béo hơn đuông á. Con ông chuẩn sữa béo hơn đuông á. Nó sữa, nó không béo bằng đuông mà nó sữa nhiều hơn đuông. Dạ. Đuông ăn chắc thể là tanh hơn ông. Bữa nay lành mạnh các bạn ơi. Nay tại không có tay nhậu rồi. Nay anh Hoàng kẹt công chuyện rồi. Bữa nay cháu dẫn cháu đi chích. dẫn ông thầy đi chích. Bữa nay ông thầy tóc bạc luôn rồi. Thấy cái bạc đầu luôn. Vô các bạn ơi, cái lóc nguyên con nha. Tên sữa hay gì. Ai quay quay cái này chừng được hợp sữa cái đường nữa. Chưa hay. Làm đi. Ăn trước đi, ăn đi. Mời cả nhà nha. Ngon không? Ngon. Ăn hôm nay là ngon gì vậy? Ngon quá. Éo. Wow. Dứt vào đâu rồi? Tháng mấy rồi không gầy. Vợ là ốm quá rồi, bây giờ thả cho đi các bạn ơi. Bắt ở nhà ốm quá trời ốm. Thả đi, ăn cái này ở nhà về cái ghĩa không ăn được gì đâu. Đây ăn cá con, cá ký. Rút cái xương ra chấm được rồi, mắc gì phải bẻ. Ừ bẻ xương xuống, trời ơi ăn cá mấy chục tấn cá. Trời không chỉ nữa. Nè con nè.
đó, ăn không rồi mới ăn vậy đó, nhà lạ đây hỏi ngán. Thánh ăn. Nhưng mà con thầy nào không để cái hết trơn. Ồ, vô cái ruột rồi, tới rồi. Thôi tử, xịt trơn hả? Không phải, nãy em chọt cái cây là cái lồng tông đi ra rồi. Còn cái tép mồng nữa lại. Ăn vô nó trời trời. Cái lóc sao mà nó ngon như mắm tép. Ờ, thôi, còn nhóc hết trơn. Công việc của cha của ông nên tới giờ chắc làm mắm được luôn rồi đó. Lâu quá không? Đấy, kệ đi, bữa nào săn cò hay gì đó rồi mình dọn vô. Bữa nay ăn ăn vậy nữa đã nè chứ ăn nhín ngon lành gì. Hồi bữa nay không ăn rau luôn rồi ơi. Nãy giờ không ăn rau luôn. Tao lấy ta lấy là cách tao quắn cái nguyên cái con cá nó tao cắn. Không gài quên cũ không thầy Trạng ha, cái này có ông thầy Trạng, sướt ghê lắm à. Lâu lắm mà không gặp Trạng. Nào mấy anh em họp nhóm lại cái nữa mới được. Ăn tới ai mà ăn được cái tới cái là tàu lá chuối rồi đọc giải đó. Giải đó là mới là giải 30 triệu thôi. Giải đặc biệt là uất luôn cái chiếu. Ồ, lựa cá gặp trứng mới chịu à. Mặt tia ghê trời, xuyên lớp nhảy luôn trời. Vô lớp thịt. Ừ. Sao ăn bữa nay một ngày quay trở lại thấy sao? À, ngon các bạn ơi. Quá ngon. Các bạn ơi. Tới nãy luôn. Tới nãy luôn. Ồ. À, sao chịu kéo về xương gà. Ồ, có gồ cắn hai bên lưng đã gì đâu nha. Biết ăn gọi giục đời. Cắn hai bên lưng giục đời. Ồ, có gồ lọt hết trơn cái cắn phá hai bên lưng tước ra. Thứ gì chịu nổi. Không mà cái này mình bắt mà gặp ngoài kinh rồi ha. Ăn nó còn ngon dữ nữa. Lúc đang đói á. Xương còn ăn nữa. Hồi nãy con ăn mò cá luôn vui rồi. Để bắt nhấp nháy hả? Tính đường xóm mà vô không được. Ừ. Bắt tới đó quẹo quậy. Quẹo quậy lắp cái hàng. Cá cũng nhiều, không gầy bắt mấy ký cá rồi chứ. Bữa kia cũng cỡ 4 ký cá à, bữa đầu tiên. Ừ. Không hả? Lết. Phải đâu, nít. Ban là nó nổi. Ban là nó sẽ nổi đó. Nó nổi chứ đâu phải tự nhiên vậy đâu. Phải đâu, nít nè. Ban là nó nổi à? Nít tại da thịt nó mát á. Chấm luôn. Da thịt nó mát, nó phải vậy rồi chứ nó đâu phải đâu. Trong miền con gà ai ăn để cho. Cái mùa lạnh thì nó nóng. Mà mùa nóng thì cái da nó lạnh. Người ăn miếng. À. Cái gỗ rau này chắc dư nữa rồi. Cái này quá chặt, quá chặt cá các bạn. Chấm với muối ớt cạnh nó béo nha. Quá béo. Dạ. Chấm vô cái này. Cặn cảnh. Để chan vô cho đã. Mặn lắm. Phải không? Đây là cái này nha. Very nice.
Đây cá thịt các bạn. Chúc cả nhà mình có buổi xem clip vui vẻ nha cả nhà. Ăn cá thì phải ăn gì nè, ăn ăn xé xé cho ngon. Ăn gì? Ăn cá hả? Ăn, ăn cá mà lấy muỗng múc. Mời cả nhà nghe. Nó ngon các bạn ơi, ngon quá. Éo à, éo quá, éo à. Quá trời mỡ rồi. Thắng này nhẹ rồi, thịt mỡ vào đây à. Đây là chuyện. Tới công chuyện các bạn. Ăn chắc lúc lắc luôn á. Lâu lắm rồi mới có dịp lên tham gia chung với anh em như thế này. Tại lúc trước cái máy kia mình không có, nó bị gãy cái phần kia, mình không có gắn cái chip box đồ được. Nói lại rồi mới nướng con cá này nữa. Ăn cá hàng vậy mới ngon thấy không? Cái còn có gỗ á. Cái giải nó không tháo rồi gọi ông nhai nhai để nó béo ngậy à. Đúng là ông thầy rồi chứ. Ông dòm xuyên qua lớp giải luôn các bạn. Lớp giải thì mình không biết sao nha. Lớp giải là thấy là xuyên rồi đó. Giải mà xuyên rồi chắc giải chắc cũng xuyên luôn á. Xuyên không? Xuyên. Nó xiên luôn là dữ lắm mà. Dãy còn xiên, nó dãy nhầm gì. Dãy nó mỏng hơn dãy nữa. Đó là chuyện cường. Anh cường à, bố không dám ngủ nha, ngủ ngày nay ta nhà chơi đâu. Hư ba cái dãy đó. Hư ba cái dãy chứ. Quá. Bữa nay vui không? Này vui không? Vui. Con này cái này chưa chết rồi. Chết rồi chết. Hai là cách bác Út rộng không? Ông lấy dao rồi ông cắt chừng mới gặp cá. Quá đã rồi bạn ơi. Ghép để ngay rồi. Thử một miếng cá lóc nghe cả nhà. Cho dòng quẩn. Tại nãy người ta ăn chiều hai lấy cách. Chạy vòng qua đó luôn. Không ai ở nhà. Không ai ở nhà. Ở nhà nó già thằng của đế à. Mà hỏi thiệt nha. Nè anh em hỏi thiệt. Rồi qua mấy lần không vô đây có ghé bệnh bà lấy cách không? Không có đâu mày. Chó không qua chó. Một lại nó có bầu. Chó không qua bốc nói chó sao mà tao thích con chó ở nhà mà sao không chó vậy nó có bầu. Hôm qua đó thì không nên. Hôm qua tập hôm qua đó thì không nên rồi. Coi chừng thầy hóa cách. Tao. Giờ khai thiệt đây có gì tao phan hồng cho. Thôi tụng bậy tụng bạ. Chết luôn. Thấy nhà đóng cửa là không dám ghé luôn. Thì chứ để mấy đứa nó ông lấy thấy tụi nghèo. Bơi vô lẻ loi. Tao mày tao mày. Thiệt luôn nó mày mà vậy. Thiệt mà chó bọt không hả? Coi nè, coi cái tập bắt cá bên nhà Út đi. Con chó ông nó không xích không mà sao nó có bạn có chữa. Mới đầu mà nghe ngờ lên nên mà bữa nay nhớ chật lại vụ. Mẹ nó cắt. Vụ là cắt hả? Mà cái nhà ơi, nhà ơi. Là chắc phải nhờ bên phường thì tra lại quá. Vụ quá kinh hoàng. Rồi, chuyện lạ thì hổ ha. Rồi con chó đực khác nó lại không được hả? À, quá gì mà vừa cá lương mà vừa ấy ghê dựng ấm nghe trời. Cái gì ấy đấu hai, hai bên đấu hay gì ấy gì hai bên đấu trời ơi cỡ này đã nhận hỏi bạn ơi đang quay clip bên nhậu karaoke rồi bên kia nó quất luôn cái ca cổ cái lương dùm lắm nha các bạn cái bên mà đấu vậy đó. Rồi quay clip quýnh lộn.
quay được cái clip lộn. Lộ qua xong quăng cái thùng dưới sông luôn à. Tới công chuyện. Thôi cả nhà nha, cái con nướng. Cắm mưa hết. Qua trời, nhà vỏ lỏng hết trơn các bạn. Tới nãy, trưa miền Tây chỉ vậy thôi các bạn. Chèo rồi. Tới cơm chèo nữa. Đơn giản nhưng mà cài dữ dằn. Đơn giản nhưng mà chắc ngon. Chắc. Nhưng mà ngon. Thầy trả lời giùm giùm là ngon rồi. Chị ngon hơn là nhậu ta. Chị vậy ta. Đây cái lóc nó chín rồi đó anh ơi. Cài quá các bạn ơi. Ông thầy nó giờ buồn. Không bia buồn. Mình làm thêm một cái cục thịt nữa là buồn các bạn ơi. Cài quá. Nên nè, ông nên đâm mướt rồi vậy. Cũng đâm trời. Trời ơi trời. Wow, cái gì mà cái này tới Lâm Hùng với Thanh Kim Huệ vậy vô luôn. Đây, quá trời các bạn ơi, tan xương nát thịt tới trên này các bạn. Xương bên thịt bên. Thứ gì chịu nổi. Ông thầy ông bỏ cuộc luôn vậy. Trời 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 trời, đứng đâu cũng bỏ cuộc ông thầy ơi. Ông chơi nguyên con cá lớp nhất. Trời luôn. Nướng ăn à, nướng cho bả luôn đi. Thôi không ăn đâu. Cái gì chịu nổi ăn thầy. Ăn thầy ăn bữa nay ông thầy tới ngán luôn mà biết rồi đó. Tới Thanh Kim Huệ luôn các bạn ơi. Lâm Hùng và Thanh Kim Huệ tùm lum hết trơn. Giọng ầm ầm ầm. Thôi Thanh Tấn. Thôi đâu Thanh ra luôn nè. Ông thầy ăn nhồi rồi kìa. Tới luôn rồi. Đó, thấy cưng không? Cái gì hả? Cái gì hất đầu giống tù lì hả? Ông Ninh. Ông Ninh chuyên gia luôn. Ông thấy thằng bên con chiến. Hất tóc là hất giống tù lì. Tù lì là gì hả ông thầy? Thằng nó đóng cổ tích nó đóng thằng tù lì đó. Thao động gì đó. Ta chơi giống nó đi. Đấy công chuyện. Biết lâu mà tới nái thì. Tới nái nữa các bạn ơi. Ông thầy tới nái đã ấy nè. Ờ tới nái luôn đó. Con nái nó đang bị xích lại đẳng á. tới nái luôn. Rồi giờ đem ốc qua luôn đi, xử vô này luôn đi chứ. Ê. Đấy mốt chuyến này dài ngoài không biết có vô nữa không nữa. Trốn luôn. Bán thang máy không có vô. Ủa lúc vô tối ai biết. Nửa đêm. Ờ cái tối lúc tình đem lá cách đi vô đây rồi biết đường đâu phải không. Đi đây gom tiền sẵn thì bán lá cách luôn cái gì. Nhà vợ đường xéo bên đây nè. Nó đâu. Về nhà vợ nó trời ơi con ở đây có chỗ bán lá cách tìm lắm. Ngoài chạy đây như số đâu. Ba cái số cái gì. Cái cờ đó. Chắc ở đó là biết rồi đó, ngày đó. Từ 10 phương cho đây chừng 3 cái gì. Trời luôn. Bữa nào mà nó rẽ ra như con tù lì ngay luôn đó nên. ngay tù lì là xong luôn đó. Ông thầy mốt đâm mớt vừa rồi nha. Đó, cài quá, cài như động đâm nhiều. Một cái tô nãy giờ nè. Ông đâm cái gì chừng 20 trái. Cài thiệt quá. Thế ớt không luôn. Tại bữa nay thiếu củ tỏi chứ có củ tỏi cũng vừa ha. Bữa nay mấy anh em tính nhậu mà không có nhậu các bạn ơi. Bữa nay anh Hoàng cài công chuyện rồi. Rồi không ai nhậu chứ. Hy vọng cả nhà mình thông cảm. Ăn làm mạnh đi. Bữa nay lành mạnh bữa đi, ẩm thực thôi. Nhẹ nhẹ vậy thôi, sương sương thôi. Đói luôn ha. Chị liễu không? Thích vậy đi, xương xương thích đủ thứ. Chị liễu đẹp toàn diện luôn rồi. Chân mài la liễu sống mũi đi, sống mũi dọc dừa. Mắt mày mắt bù câu gì, miệng gì, miệng chế bơm luôn không, miệng chế khế.
cháu rồi. Ra đây nè, cha nhậu đây nè. Ê dọc. Cha nhậu đây nè. Rủ nó nữa, móc nó ghiền nữa. Ra tới đây đã đòi nhậu không chết luôn. Rồi mời cả nhà làm những con cá cuối cùng. Với mấy anh em tới luôn. Ôi gạch khối luôn. Cạch cạch khối luôn cá lóc. Còn cá lóc cuối cùng, cá lóc tàn. Đang sát xuống á, đang sát xuống á, rồi nó bành ra. Chính rồi, nước lửa ấy mà lửa con sắc, cá này động không lóc. sao mà nó thịt nó bỏ ghẹp không ơi. Hồi nãy nướng nó bị chốc dễ luôn nè. Con này sợ cá nuôi ra nè. Cá này nó động chứ không phải đâu. Động. Phải không? Động. Như cái đây. Wow. Lấy sườn mấy bà. Wow, cái ruột ngon quá trời ngon kìa. Nó bốc khối rồi trời. Các bạn ai cái khúc sườn nó rồi bỏ cái gì chơi đó hả? Dạ điện thoại mắc cỡ gì? À đi khúc này tôi không có đăng lên đâu. Thế. Trời đây khúc này không đăng đâu, quay chơi à. Trời ơi, trời ơi, suy nghĩ lại. Ăn cá nướng là muỗng cái này nè các bạn. Bỏ cái dãy ông nội. Cái dãy đạp không ra rồi. Không dính rồi, không. Sao không? Dãy này ấy. Vô các bạn ơi. Người ta lấy không chưa, người ta lấy thêm một cái lưng này ta ấp lên cái nữa. Ừ. Đúng. Ăn nhị mới được chứ. Ờ ấp lên rồi đúng rồi đó. Khỏi có cuốn bánh tráng nha mà chị Nhung ơi. Vô cả nhà ơi. Cá lóc nướng chấm ớt. Trời ơi. Cái cống này dữ à. Quá đỏ quá. Cái này giống mà mấy cái clip mà ăn bẹ cho nãy ra mà muỗng nó húp rọt rọt. Ngon. Làm nhau gừng vô, ăn nhau gừng vô. Trời ơi. Trời ơi, sướng. Rồi ơi. Tháng mấy rồi các bạn ơi. Tháng mấy. Tháng mấy không được ăn. Quá trời ngon ơi. Ở nhà bỏ đói nhỏ. Ông gài tháng mấy em nhôm nhất. Mắc hạt chi mấy. Đó. Thấy không? Thấy không? Không có đi vô đây đâu mà chụp ký như thầy đợt. Chế xe ở ngoài ngoài mấy ngày ta. Đợt đó nhà mấy ngày không em. Có một tầng một ống chạy chạy mất cái bụng luôn rồi ôi đợi đó cái bụng chà bá. Mất cái bụng luôn đợi đó cái bụng nghe mắc cười lắm đi là đắng mà quay live stream anh coi đó. Trời ơi ấp cái lá lên rồi ấp ấp cái lá lên rồi mình mới ấp cá rô lên các bạn. Thôi cỡ cỡ rồi ăn gì nãy vậy. Tới một chuyện luôn, bữa nay gặp thánh ăn các bạn ơi. Rồi đi trời trời ăn không tới đâu cá rô đâu. Ê cái chuyện nó tóc tóc ông ăn phải ngồi chứ đợi người ta ăn chứ ta đang có công sửa cù nữa. Trời ăn cá không múc. Bữa nay chơi cần độ không nói ơi. Bữa nay cần độ không mất. Không mất. Anh nội. Rồi anh ngồi đấy dẫn nó đi. Coi à, anh nó là nó ăn nè. Rồi còn mấy cá rô nó trời. Không ăn hay ăn chứ trời. À, ông này ơi kìa. Ông này bữa nay lên giọng nằm luôn là biết rồi. Bữa nay ta có nhậu mà. Ồ. Có nhậu là ông này không ăn tới 12 giờ kia luôn. Ta lấy muỗng nó cạo đó. Lấy ba xương này ra ăn cá lóc mà bỏ da người ta chửi không, nữa không phải lấy xương xong mới cạo không có ăn cá lóc mà bỏ da người ta chửi nữa không cái da này nó không có dính da này nó không dính thịt đâu dính thịt đâu cái đó thì ăn như cái con cá lóc bồng nướng cái là thịt đi bên da đi bên thấy không con cá này tôi nghĩ chắc không ấy đâu phải cá đồng đâu cá đồng mà kỳ vậy cá đồng mà nướng sao mà đi lớp mỡ đi nướng than không á. Nãy giờ ông nướng gì mấy con này có đi đâu con kia nhỏ bậy bà nó bự nó khác có. Vậy thịt nó đôi đâu ra thịt nó tôi thấy mềm xèo à. Ủa ăn thịt đây dễ khác luôn mềm đặc hỏm trong cái đề xới luôn kìa bên kia cũng có mấy con cá nuôi gì nào. Vô cả nhà thì bự trong nước nó ra sao có đâu đìa nó nước ra vô ruộng
Làm cá vô được, cái gà đâu được. Đó, thiệt mà, ra ngoài coi. Ăn bữa nay tới nái luôn, ăn hết cái gỗ gạo đó với hết đống cá này nha. Cá lóc là ăn cái hai cái này nè, ăn hai đó là giục bỏ đầu luôn. Gì vậy? Ờ lấy da luôn, lúc đó da ăn được mà. Đù, vừa cao nhóc trái chứ bẻ đâu, bẻ vừa thấp không có chịu à. Vừa cao vừa trái rồi. Mới cầu. Mới cầu móc. Dạ, nhóc luôn hả? Quá quá. Không hết rồi. Ê, xương rồi anh ơi. Không hết. Ôi bá xương nhậm gì, xương cọ rồi con không sợ nữa. Xương cầm tay không sợ. Ôi trời. Ôi trời, bữa nay gặp thánh rồi. Lâu ngày quá. Thằng mấy? Đây tiếp tục muỗng thứ 8 các bạn ạ. À, bữa nay Ân quyết định giải phóng em cá lóc phủng luôn. Cá lóc mà chết quang này chứ. Ừ. Cuối hôm nay ăn nó nay ăn còn ăn mà quang. Ừ. Này tại muốn giải quang cho em cá lóc thôi chứ. Trong lên người nhập tính nghỉ. Tính nghỉ rồi đó. Tại sợ bỏ cả nhà. Rồi ăn thấy cưng không? Ăn giống mấy đứa ở nhà dữ không? Mấy đứa ở nhà dữ ăn chắc cũng để cưng vậy ta. Trái luôn. Được thấy đó. Thấy đẳng á. Rồi múc cả, múc sát dưới luôn. Trong này không có xương nè. Cái lượng dưới này đâu có xương đâu. Giả cái ruột lên. Trời ơi, bỏ cái ruột hết bị ổn luôn rồi trời. Sao bỏ được? Không thiệt á, cái ruột đó là tới ruột luôn á. Ấy thì nướng sơ lại. Trời, nướng sơ lại. Ủa, ruột ta chín này sơ gì hả? Tại bể mặt ra thôi. Ừ, vậy mới ngon á, đắng đắng vậy mới ngon. Đây các bạn coi nè. Ăn lòi đó mà bỏ à. Cái ruột ủng quá ta chửi. Ủa, khúc này nè mới không có xương này mới giác mới đã nè. Giác gì nữa cốp lại như là cái điện thoại nắp gập vậy đó. Hai bên cốp lại với cái trăm mới ra đó. Ôi ôi cái này mới giữ nè. Lá sầu đâu đó rồi. Này giống cái thằng nhăn lá sầu đâu ở trên trên TikTok ơi. Thánh sầu đâu. Ôi trời tới cái ruột luôn nè các bạn ơi. Ôi cận cảnh các bạn. Này là ép mình ăn chứ mình no vô lắm à. Ôi trời. Đây, coi anh Tư anh ăn cái ruột cá nè. Thì ra rồi sao ốm nổi. Gì chịu nổi. Rồi thẳng luôn cái đó là sụn không đó. Đây nè, à, tới ông thầy. Trời ơi. Wow. Cực wow. Cá lóc luôn các bạn ơi. Trời ơi, ok anh lên coi nè, anh lên đây. Ngày mai có dạy cái lớp ấy chắc nhận làm thầy luôn á. Anh đang ăn mà ông nên ông đứng ông chống lạnh mà ông cầm dao sẵn. Nhìn muốn chém liền. Nói chuyện được rồi. Éo không? Éo. Mắt ơi. Ơi rồi. Ao. Trời. Tôi nói luôn. Tôi nói luôn. Rồi còn cái đó đó, người ta làm cái cuốn luôn, người ta cuốn mẹ luôn cái vỏ luôn. Cái da mà bỏ uổng không rồi. Không cái da này cuốn được nữa nè. Để bỏ. Lấy xương hết trơn đi rồi cuốn lại. Rồi. Ôi trời. Ăn mà tới bữa nay mà coi giàu tới cỡ này nè các bạn. À. Cá mà nó chơi nó chơi muỗng vậy đó, thứ gì chịu nổi không? Cạo luôn à. Cạo chả gì không nội rồi. Này chơi bằng tông ăn cá bằng tông đơ. Chơi rồi đó. Kệ kệ. Ông lên, nãy tao giục cái lưỡi giá rồi đó kìa. Lấy lưỡi giá chơi một giá. Cái gì vậy nói. Cái này gặp thánh rồi. Cái dãy lên này nãy cạo cà. Tới trà sữa nó dòm gà nó dòm nè. Chú ăn nó kìa. Chú ăn gì dữ vậy hả? Cái này bệnh nè cả nhà ơi. Cái này bệnh sò rồi. Đó là cái dãy cho thằng coi dãy đủ đắng. Cái dãy này lấy xương nó ra cuốn lại được mà. Không thể á. Đó. Đẹp quá. Đánh hết trơn luôn đó. Thôi hết nổi. Đây. Ôi tới khô cá lóc các bạn ơi. Khô. Đây khô cá lóc nha các bạn.
Cái này chiên lên giòn giòn chắc quất được mấy chai đấy, mấy dẫn rồi giống cửa lắm không. Ôi, cái này mà đã là chiên giòn cái một cái cái da bỏ uổng một hai chai là bình thường. Thuốc tới cái đầu bình thường. Tự nhiên ăn cái ruột bỏ đầu à. Chứ không ăn ruột bỏ. Quyết định giải thoát cho con cá luôn các bạn. Chuyện hết. Cái gô luôn không? Làm mẹ luôn đi, làm mấy cái lưng thôi. Làm mấy cái lưng thôi. Bào thôi, không cần ấy. Ờ cái này vét được mờ 2 muỗng à. Để bộ. Cái gì hết nổi. Thấy con máy con em lắm mà. Thấy ăn còn ngon quá. À không gọi ở nhà làm máy lại gì không nội ơi, chứ không phải gì đâu nha. Rửa răng. Không gọi nhà sửa máy rồi máy móc rồi lại vậy. Độ này độ có độ độ thêm bê tông gì nữa. Dữ vậy. Sao cho móc móc hàng luôn kìa. móc tiêu đồng tiền luôn. Tới làm chuyện luôn. Đây vui là chính nha cả nhà ơi. Cái lóc có 400g á trời. Nguyên đầu vô lát. Dạ không? Gần nửa ký lô người ta đó. Trời ơi. Tính được có 400g. 400g là còn cái đầu với cái vỏ không á. Nãy ăn hết. Vậy đem vậy luôn đi. Đã cái đầu rồi đó. Mới cái bọc đem về luôn cho rồi. Cắt cái đầu lên. Ơi trời. Ừ cắt lên. Thánh thì chứ. Rồi vui là chính nha cả nhà ơi. Hi chào cả nhà nha. Vừa qua cả nhà mình xem cái buổi mò ăn bắt cá nhà anh tôi rồi. Và mấy anh em ăn cá rất là khí thế. Hy vọng cả nhà mình xem cái clip vui vẻ. Bữa nay thì mình cũng ra mắt được một cái dòng máy mới luôn các bạn. Kubota đời 2022. Nên bữa nay mới ra cái máy mới Kubota 2023 chứ. Tới rồi. Bữa nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ mấy anh em bye bye cả nhà nha. Nói giờ nó bye bye hết.